Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 28 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cục thuế tỉnh tổng kết công tác thuế năm 2018. Thành phố Hưng Yên phát hiện và bắt giữ gần 5 tấn lợn thịt chưa qua kiểm dịch. Huyện Yên Mỹ thực hiện nhiều giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn tỉnh có 425 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 4,4 tỷ đô la Mỹ. Xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Cục Thuế tỉnh tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2019 và ký giao ước thi đua. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 9.800 tỷ đồng, vượt 14,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 13,7% so với thực hiện năm 2017. Đã có 9 trên 14 khoản thu sắc thuế hoàn thành vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Công tác quản lý nợ và đôn đốc thu nợ thuế được thực hiện quyết liệt. Cục thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định. Vì vậy, tổng nợ thuế toàn ngành còn trên 1.000 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu chỉ còn 487 tỷ đồng, giảm 114 tỷ đồng so với năm 2017, chiếm 4,96% trên tổng thu. Đây là năm đầu tiên tỷ lệ nợ thuế có khả năng trên tổng thu ngân sách nhà nước đạt dưới 5%, đáp ứng yêu cầu được Trung ương giao. Năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán cho Cục Thuế tỉnh 9.565 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 8.050 tỷ đồng, tăng 12,68% so với thực hiện năm 2018. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng, lãnh đạo các đơn vị của ngành thuế đã ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của ngành thuế năm 2018 đã góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngay từ đầu năm 2019, ngành thuế phải chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, đổi mới phương thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang tính giáo dục thuyết phục cao theo định hướng cải cách hiện đại hóa của ngành. Nghiên cứu xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, hỗ trợ chuyên sâu về thuế theo lĩnh vực ngành nghề ưu đãi để khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức đối thoại, trả lời kịp thời, chính xác, nhanh chóng các vướng mắc khó khăn của người nộp thuế khi được yêu cầu. Tiếp tục động viên và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai qua mạng nộp thuế điện tử, tăng cường đôn đốc hướng dẫn kê khai thuế kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh tiến độ thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, các doanh nghiệp không nộp thuế ở Hưng Yên nhưng hoàn thuế ở tỉnh. Rà soát và tập trung thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp nộp thuế thấp như kinh doanh xăng dầu, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh cá thể, tăng cường các biện pháp quản lý thu nợ, triển khai thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Theo dõi chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế, tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nợ thuế để lắng nghe các doanh nghiệp giải trình nguyên nhân, tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và động viên các doanh nghiệp nộp số thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2019, công tác mặt trận đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tập trung việc hỗ trợ tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến yêu cầu trong quý 2 cần đẩy nhanh đại hội cấp xã, phường, thị trấn, tiến tới đại hội cấp huyện, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để xuất bản cuốn sách Gương sáng đại đoàn kết Hưng Yên làm theo lời Bác. Tập trung giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người lao động trong tổ thu gom rác thải ở địa phương, giám sát một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên. Tính đến thời điểm này, đã có 425 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn đăng ký 4,4 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, có 216 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Nối A và 209 dự án đầu tư vào ngoài các khu cụm công nghiệp khác. Trong các nước, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh, Nhật Bản dẫn đầu về số lượng dự án cũng như tổng vốn đầu tư đăng ký, hiện đang có 156 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 2,9 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ hai là các nhà đầu tư Hàn Quốc có 128 dự án với tổng số vốn gần 650 triệu đô la Mỹ. Với ưu thế có nhiều thuận lợi từ vị trí địa lý, nguồn lao động có tay nghề cao cùng môi trường đầu tư thông thoáng, Hưng Yên sẽ tiếp tục là điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Việc thu hút dự án vào đầu tư theo hướng chỉ lựa chọn tiếp nhận những dự án có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường, dự án thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mặc dù đã về đích nông thôn mới, nhưng xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Quang Hưng là xã đầu tiên về đích nông thôn mới ở huyện Phù Cừ vào cuối năm 2014. Với những tiền đề đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Hưng luôn ra sức phấn đấu xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Khi về đích nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã mới đạt 29 triệu đồng một người trên năm, nay đã tăng lên 42 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,8% xuống còn 2,1%. Trên địa bàn xã đã xuất hiện hàng chục trang trại có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, cơ sở vật chất được đầu tư xây mới. Tiêu biểu là trạm y tế xã với kinh phí hơn 3 tỷ đồng, trường trung học cơ sở với kinh phí 10 tỷ đồng, chợ lắp ráp hơn 400 triệu đồng. Diện mạo làng quê có sự thay đổi khang trang, sạch đẹp. Thực hiện cam kết giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp, xã Phụng Công, huyện Văn Giang tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất dịch vụ liền kề. Vị trí quy hoạch khu đất dịch vụ nằm ngoài bãi, nằm dọc ven đê sông Hồng, tổng diện tích trên 23.000 m², tổng kinh phí đầu tư trên 70 tỷ đồng. Với những phần việc như chia khu, làm đường, hệ thống thoát nước, hệ thống điện và phân lô cho 1.400 hộ dân đủ điều kiện theo kết quả bốc thăm. Thời gian thực hiện là 2 năm. Chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân xã Phụng Công, đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn V&T. Đây cũng là nội dung nằm trong cam kết giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để người dân làm dịch vụ, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống sau khi đã thực hiện giao đất cho dự án. Việc làm này không chỉ tạo niềm tin trong nhân dân mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh nông thôn, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện những dự án tiếp theo. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, tại khu vực chốt kiểm dịch số 2 cầu Hưng Hà, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Hưng Yên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C22028 đang có hành vi vận chuyển 49 con lợn thịt với tổng trọng lượng 4.900 kg ra khỏi địa bàn thành phố Hưng Yên. Lái xe đồng thời cũng là chủ thu mua số lợn trên được xác định là anh Lê Đình Thế, hộ khẩu thường trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số lợn mà anh Thế đang vận chuyển đều không có đăng ký kiểm dịch theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên, anh Thế khai đã thu mua số lợn trên của anh Trần Quang Dương, địa chỉ tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, với giá 42.000 đồng 1 kg. Đoàn đã tiến hành lập biên bản trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Thế về hành vi không đăng ký kiểm dịch khi vận chuyển động vật,
thuộc diện phải kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, đồng thời yêu cầu anh Thế vận chuyển toàn bộ số lợn trên trở lại địa bàn khu vực thu mua và tiến hành phun thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại cũng như phương tiện vận chuyển theo quy định. Nhằm ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Phù Cừ đã và đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Huyện Phù Cừ hiện đang chăn nuôi hơn 48.000 con lợn, tập trung chủ yếu ở xã Đỉnh Cao và thị trấn Trần Cao. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh, thành lập 2 chốt kiểm dịch ở xã Quang Hưng, Nguyên Hòa, khu vực giáp danh với tỉnh Hải Dương và Thái Bình. Huyện giao Ủy ban Nhân dân các xã mua từ 2 đến 3 tấn vôi bột cung cấp cho các hộ chăn nuôi. Cùng với đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn chủ trang trại những biện pháp phòng chống dịch, nhất là biện pháp sinh học như rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng xung quanh chuồng trại. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi là khi nghi mắc cái bệnh dịch tả lợn châu Phi thì báo cáo ngay về chính quyền địa phương cũng như cán bộ thú y xã để báo cáo tình trạng để có các biện pháp xử lý kịp thời. Các hộ chăn nuôi không được bán chạy lợn cũng như là vứt xác lợn chết bừa bãi ra môi trường để làm ô nhiễm môi trường cũng như là lây lan cái dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở vào cuộc quyết liệt nhằm khống chế, dập tắt và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. Mới đây, ông Lê Văn Thịnh cùng 6 hộ chăn nuôi ở thôn Khóa Nhu 2, xã Yên Hòa đã báo lên chính quyền địa phương về tình hình lợn ốm và chết. Ngay sau đó, cơ quan thú y địa phương và trung ương vào cuộc lấy 29 mẫu đi xét nghiệm. Kết quả trong số đó, 12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Trong ngày 18 tháng 2, cơ quan chuyên môn đã tiêu hủy 139 con lợn của 3 hộ chăn nuôi ở thôn Khóa Nhu 2. Ngày 19 và 20 tháng 2, tiếp tục tiêu hủy lợn của 7 hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn Khóa Nhu 2. Tính đến ngày 20 tháng 2, đã phát hiện lợn bị bệnh tại 9 hộ chăn nuôi ở thôn Khóa Nhu 2 với tổng số 370 con lợn bị tiêu hủy. Lợn bị tiêu hủy sẽ được hỗ trợ mức 38.000 đồng một kg. Thì lấy tổng số là 7 mẫu. Thì đi xét nghiệm thì ngày hôm sau là thấy trong số 7 mẫu đấy thì nó có 4 mẫu dương tính với cả bệnh dịch tả châu Phi ấy. Thì là cơ quan chức năng cũng về để yêu cầu gia đình là bên bản tiêu hủy. Thì là gia đình cũng phối hợp với cả các cơ quan chức năng ấy là tiêu hủy. Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, huyện Yên Mỹ, chi cục thú y tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt khoanh vùng dập dịch khẩn cấp, lập chốt ở các cổng làng Khóa Nhu 2 để kiểm soát mọi phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào khu vực vùng dịch, đồng thời cấm mọi hoạt động buôn bán lợn trên địa bàn. Áp dụng hình thức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của các hộ chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức triển khai công tác khử trùng tiêu độc, lấy mẫu thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục. Đối với các xã vùng dịch uy hiếp và vùng đệm trong phạm vi 10 km, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ chỉ đạo các địa phương xung quanh ổ dịch thực hiện việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục, theo dõi lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh, nghi bệnh để xác định virus dịch tả lợn châu Phi. Huyện là tổ chức thành lập ngay ban chỉ đạo là dập dịch, công bố quyết định dịch tả xuất hiện ở trên địa bàn, thành lập ban chỉ đạo và họp ban chỉ đạo, phân công ban chỉ đạo để tiến hành các biện pháp phun thuốc khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột trên các tuyến đường. Thì đó là những cái biện pháp rất khẩn cấp. Chi cục thú y tỉnh khẳng định dù đã phát hiện dịch nhưng đây là những ổ dịch nhỏ nên người dân không nên hoang mang, cần chủ động áp dụng các biện pháp để phòng chống dịch, nhất là các biện pháp sinh học như rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tuyệt đối không được đưa lợn bệnh ra ngoài vùng dịch. Dịch tả lợn châu Phi không lây sang người nên người tiêu dùng không nên lo sợ tẩy chay sản phẩm thịt lợn mà lựa chọn những sản phẩm có đủ truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Mặt khác, đây là bệnh đặc chủng của lợn nên không lây sang các động vật khác. Xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là việc làm trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả trong quản lý khai thác nguồn lực từ đất đai. Thời gian qua, huyện Phù Cừ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ cho người dân. Đây cũng là địa phương đạt kết quả cao nhất trong cấp giấy chứng nhận lần đầu theo chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Hiện nay, tổng số thửa đất ở khu dân cư trên toàn huyện Phù Cừ là hơn 39.000 thửa, trong đó hơn 33.000 thửa đã kê khai theo quy định.
Năm 2018, toàn huyện đã cấp giấy chứng nhận lần đầu được trên 1.200 thửa đất ở khu dân cư với diện tích trên 19 ha. Từ đó, nâng tổng số thửa đất ở khu dân cư đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu trên toàn huyện đạt trên 26.000 thửa, đạt 66,7% tổng số thửa đất ở khu dân cư và 77,6% số thửa đã kê khai. Một số xã đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận đất ở khu dân cư như Tống Chân, Nhật Quang, Tiên Tiến. Toàn huyện Phù Cừ hiện còn trên 13.000 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu, trong đó có trên 5.500 thửa đất chưa thực hiện kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận. Năm 2019, huyện Phù Cừ phấn đấu hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất ở khu dân cư cho 1.700 thửa đất. Đến thời điểm này, công ty điện lực Hưng Yên đã hoàn thành trên 19.000 công tơ điện tử một pha. Qua đó không chỉ góp phần giảm tổn thất điện mà còn nâng cao hiệu quả vận hành mạng điện thông minh. Đến nay, công ty điện lực Hưng Yên có trên 429.890 khách hàng, tương đương với tổng số công tơ các loại bao gồm cả công tơ điện tử và công tơ cơ khí. Trong đó, đến ngày 15 tháng 2, toàn công ty đã hoàn thành việc lắp đặt thay thế và bổ sung 19.000 công tơ điện tử, qua đó giúp giảm bớt công đoạn đo chỉ số công tơ truyền thống bằng việc máy đo tự truyền số liệu về máy chủ của công ty. Bên cạnh việc dần thay thế công tơ cơ, đơn vị còn hoàn thành công tác kiểm định mới trên 24.000 thiết bị và kiểm định định kỳ đảm bảo các thiết bị luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định. Năm 2018, huyện Ân Thi là huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh thấp nhất trong tỉnh, với tỷ lệ 104 bé trai trên 100 bé gái. Trong tháng 1 năm 2019, tỷ lệ đạt 100 trên 100. Cụ thể, toàn huyện có 138 trẻ được sinh ra, trong đó có 69 bé trai và 69 bé gái. Có được kết quả trên chính là việc huyện đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền tư vấn, chuyển đổi hành vi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính. Tăng cường chiến dịch truyền thông vận động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tiếp thị các phương tiện tránh thai theo đề án 818 của Bộ Y tế. Hỗ trợ xã thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn cộng đồng. Thực hiện tốt các hoạt động của đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đề án tiền hôn nhân, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, nhân rộng mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô hiệu Hưng Yên, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã có những cố gắng vượt bậc để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, thích ứng với cơ chế đào tạo theo đơn đặt hàng. Trong đó, có việc liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo những ngành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội và các doanh nghiệp đang cần. Xác định xu hướng hiện nay là đào tạo những ngành nghề mà xã hội doanh nghiệp đang cần, nhưng không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo uy tín chất lượng trong đào tạo nghề. Trường đã điều chỉnh giáo án để sinh viên học nhiều tiết thực hành hơn, tham gia sản xuất tại doanh nghiệp theo từng ngành nghề nhất định. Các em ngoài học được kỹ năng ý thức, tác phong và kỷ luật lao động, còn được các doanh nghiệp đón đến nơi làm việc và trả khoảng 3 triệu đồng một tháng. Vì cái kiến thức ở trường là các em là học rất là kỹ, cho nên là sang thực tập là các em tiếp thu rất nhanh. Từ năm 2013 đến năm 2018, trường đã liên kết với 22 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thuộc các lĩnh vực như dệt may, điện dân dụng và điện tử, cơ khí cắt gọt để cử các nhóm học sinh đi thực tập tại doanh nghiệp. Tại đây, cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo, của các kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề cao, các em được tham gia trực tiếp vào các khâu sản xuất lắp ráp mà những tiết thực hành trong trường các em chưa có điều kiện tiếp cận với công việc. Sau khi ra đây mình không biết gì, các chị công nhân có thể chỉ biết từng tí một cho mình, để mình chỉ mất 2 tuần đầu để học và sau đó có thể làm được. Trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm nhà trường đều phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo tiếng nghề và tổ chức cho gần 300 sinh viên đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc với mức thu nhập từ 20 triệu đến 35 triệu đồng một người trên tháng. Tại em đang học tiếng Nhật ạ. Các thầy cô vừa dạy cho em cả tiếng lẫn cả chuyên ngành, phục vụ cho em khi đi sang bên Nhật xuất khẩu lao động ạ. Hiện nay quy mô ngành nghề đào tạo của trường đã đa dạng hơn, đặc biệt là các học viên tốt nghiệp trung học cơ sở nếu có nhu cầu sẽ được học trung học phổ thông. Như vậy, sau 3 năm các em sẽ vừa có bằng cao đẳng hoặc trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để thi vào đại học. Bên cạnh đó,
địa điểm cơ sở 2 tại thành phố Hưng Yên sẽ thuận lợi hơn cho các học viên ở các huyện khu Nam của tỉnh và tỉnh Thái Bình, Hà Nam theo học. Bọn em chuyển vào đây là một khu ký túc xá mới xây, phòng thì rất sạch sẽ, rộng rãi. Mỗi phòng thì có phòng nhà vệ sinh và nhà tắm riêng. Điện nước ở đây là rất đầy đủ. Để có được kết quả như hôm nay, trường đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhất là thời điểm năm 2009-2010, khi số học viên đăng ký rất ít, cơ sở vật chất lại chưa được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, tập thể nhà trường mà đứng đầu là hiệu trưởng Đỗ Trọng Hoàn đã nghiên cứu tìm hướng đi mới cho nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhà trường phải mở rộng cái diện đào tạo, đa dạng hóa cái đào tạo. Đào tạo ở nhiều cấp độ, đề nghị tỉnh và đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội là nâng cấp nhà trường lên cao đẳng để đào tạo ở 3 cấp độ cao đẳng, cấp độ trung cấp và cấp độ sơ cấp. Đồng thời mở rộng các ngành nghề mà nhà trường hiện nay không có. Nhà trường cũng thấy rằng là chất lượng đào tạo của nhà trường lúc đó cũng có vấn đề. Cho nên nhà trường nghĩ ngay cái việc là phải liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo cho người lao động mà khi vào đại học ấy, là được nâng cao về kỹ năng nghề. Đây là vấn đề mấu chốt và vấn đề quan trọng nhất sau khi mà người học ra trường mà được các doanh nghiệp người ta sử dụng. Khi mình kết hợp với các doanh nghiệp thì đương nhiên là doanh nghiệp người ta cùng với mình đào tạo để mà nâng cao cái kỹ năng nghề. Dẫu thách thức phía trước với trường vẫn còn, song lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu khẳng định tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tốt hơn như kỳ vọng của tỉnh là xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên thành một địa chỉ uy tín, tin cậy trong đào tạo nghề của khu vực đồng bằng sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24.000 lao động. Xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có 50 hộ hiến đất mở rộng đường giao thông. Nông dân các xã của huyện Văn Giang sản xuất vụ hoa mới. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.